Chúng ta cùng trang trí thuyền nhé. Hãy chuyển hạt giống này tới cho cô, Miang Yang. Nhất định tôi sẽ chuyển cho. Hãy đi cẩn thận nhé. Tuyệt đối không được bỏ cuộc, cố lên. Cứ tôi với. Đừng lo, tôi sẽ giúp một tay. Cứ tôi với. Cảm ơn. Cảm ơn. Cứ tôi với. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu tớ. Đây là món quà của tớ. Không còn xa nữa, cố lên. Cho tớ nhờ một việc được không? Tiến lên, sắp đến đích rồi. Sóc con ơi, có chuyện gì vậy? Tớ quên được rồi, hãy dẫn tớ về nhà được không? Đương nhiên rồi, lên đây nào. Tuyệt đối không được bỏ cuộc, cố lên. Không còn sân. Bốc tôi rơi, có chuyện gì vậy? Để tớ giúp nào. Đồ của tớ bị rơi hết xuống biển rồi, hãy vớt lên cho tớ được không? Đừng lo, hãy giao cho tớ. Hộp tô rơi. Các món quà được vớt lên hết rồi. Cảm ơn đã tìm cho tớ. Đây là món quà của tớ. Mà cá chạy hết rồi, tớ sẽ giúp bạn bắt cá. Thật ác, cảm ơn. Món quà là nhãn dán này nhé.
Wow, đây chính là con cá tớ muốn bắt. Wow, cá to quá. Đây là món quà của tớ. Đi cẩn thận nhé. Tiến lên, sắp đến đích rồi. Mưa dông đấy, thuyền sẽ bị lật mất thôi. Không được, thuyền sắp lật rồi. Đây là món quà dành cho bạn. Nhất định phải mang tới cho các bạn ấy trước khi mặt trời lặn. Tớ về đến nhà rồi. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cố lên. Cảm ơn đã dẫn tớ về nhà. Chào mừng, chào mừng. Đây là quà của tớ. Đây là quà của tớ. Tiến lên, tiến lên. Hải tặc đó, phải giữ chặt lấy đồ. Hãy nhanh chất đồ lên thuyền nào. Bấm vào các loại quả để chặn hải tặc lại nào. Trốn à, lần sau thì còn lâu nhé. Chúng ta giữ được đồ rồi. Đây là món quà dành cho bạn. Chào Kiki. Cô Mian Yang ơi, đây là các loại hạt giống. Cảm ơn bạn đã mang hạt giống về đây. Chào mừng, chào mừng. Đây là món quà mà tớ dành tặng bạn. Hãy cùng trồng hạt giống nào. Trong này, khu vườn đã trở nên thật là đẹp.